Uống mật ong có nóng nổi mụn hay không? Phải làm gì khi nổi mụn? Mật ong được xem như một loại thần dược có khả năng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng mật ong có gây nóng trong người hay không? Có thể gây nổi mụn hay không? Hãy cùng Diệp tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề uống mật ong có nóng người hay không thì hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể được tương tác và hỗ trợ bạn ngay nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1 là những thành phần dinh dưỡng có trong mật ong. Phần 2 là uống mật ong thực sự có tốt hay không. Phần 3 là uống mật ong có nổi mụn thì phải làm sao. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, đó là thành phần dinh dưỡng có trong mật ong. Thành phần chính trong mật ong bao gồm các loại đường tự nhiên, trong đó đặc biệt là đường gluco và chutoxi. Đây là hai loại đường tốt cho cơ thể, giúp cung cấp năng lượng và quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, trong mật ong còn chứa những vitamin và khoáng chất có vai trò quan trọng đối với cơ thể như là vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, E, K và các khoáng chất như là natri, phospho, kali, axit magie và protein. Ngoài các khoáng chất trên, mật ong còn rất giàu các chất hữu cơ như chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, axit malic, axit talic, axit citric. Đây là những chất giúp cho sự cân bằng và phát triển của cơ thể diễn ra bình thường và trơn tru. Với những lợi ích trên, mật ong là thần dược hàng đầu được nhiều người lựa chọn để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một số người quan ngại về việc uống mật ong có gây nên tình trạng nóng trong người hay không. Vậy, uống mật ong có nóng không? Trong mật ong có chứa với 80% là lượng đường gluco và chitoxi. Hai loại đường này là đường tự nhiên sẽ làm cho cơ thể trực tiếp vào máu và không cần phải qua những giai đoạn trung gian nên sẽ không gây nóng cho cơ thể như những loại đường bình thường khác. Chính vì thế, việc sử dụng mật ong sẽ không gây nên tình trạng nóng trong người. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại mật ong kém chất lượng. Những loại mật ong này được pha chung với đường tạo lên độ ngọt và gia tăng cái hàm lượng đường ở trong cái mật ong này. Nếu mà khi sử dụng mật ong có cảm thấy cơ thể bị nóng lên thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại cái mật ong cũng như là chất lượng mật ong mình đang sử dụng. Và thêm một thắc mắc nữa là rất nhiều chị em quan tâm, đó là uống mật ong thì có bị nổi mụn trên da này hay không. Thì trên thực tế mật ong không gây ra mụn, ngược lại mật ong có thể giúp ngăn ngừa và điều trị mụn hiệu quả. Điều này là do mật ong có tính kháng khuẩn cao, giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn trên da. Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc có chứa cồn hay các chất kích thích khác. Bạn cũng nên bổ sung vitamin A, E, C, kẽm và omega 3 và uống đủ nước để tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình phục hồi da. Nếu bạn đang bị mụn hoàn toàn, có thể sử dụng mật ong để khắc phục tình trạng này. Uống mật ong trị mụn là một trong những phương pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Bạn có thể thực hiện theo các bước như sau. Chọn mật ong nguyên chất, không pha trộn với các chất bảo quản hay các thực phẩm có tính nóng. Uống mật ong với nước ấm hoặc là nước lọc, không uống nước lạnh hay là nước sôi. Nên uống mật ong vào buổi sáng trước bữa ăn khoảng 30 phút hay là ngay sau khi ăn. Uống mật ong với liều lượng là từ 1 tới 2 muỗng cà phê mỗi ngày. Không uống quá nhiều mật ong vì có thể gia tăng đường huyết, béo phì hoặc là tiêu chảy. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc nào thì hãy để lại một bình luận ở phía cuối video để Diệp có thể được tương tác và hỗ trợ bạn ngay nhé. Và bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.